Xin chào quý anh chị em, cô dì chú bác, huynh đệ tỷ muội hiện đang học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bác nông dân đang cấy lúa ngoài đồng. Xin chào các anh phi công đang trên bầu trời xanh thẳm. Xin chào các chiến sĩ hải quân ngoài đảo xa. Xin chào các bác tài xế đang ôm vô lăng trên những chuyến đường dài. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu. Xin chào đồng bào ta ở hải ngoại. Và đặc biệt, xin chào chào tất cả các anh chị em đang xem video clip này. Video clip này được thực hiện nhằm đáp ứng lại tấm chân tình, lòng yêu mến của tất cả những người sắp, sẽ và chuẩn bị hâm mộ tôi. Và đáp lại lời mời, lời yêu cầu, thậm chí hăm dọa để tôi thực hiện video clip này. Và không nói dài dòng, lê thê nhiều hơn nữa, tôi xin trình bày ngắn gọn về bản thân mình. Họ tên, số điện thoại, email, Facebook, địa chỉ, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân gia đình. Tất cả đều được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Nếu ai đó xem không kịp, nhớ tôi đi tôi lại, xem cho rõ nha. Nhớ hồi còn học phổ thông, khi làm bài tập làm văn, chúng ta thường có mở bài, thân bài và kết bài. Để khởi đầu cho video clip này, tôi sẽ hát cho quý anh chị em cùng nghe nha. Một bài hát tôi bảo đảm rất hay, rất vui. Cùng nghe nha. Thôi không ổn rồi, chó mèo hàng xóm biểu tình quá. Xin phép được qua phần thân bài luôn. Tôi xin phép kể cho anh chị em cùng nghe một vài mẫu chuyện vui nha. Thầy đồ là chủ đề mà từ ngày xưa, ông bà ta truyền miệng kể cho nhau nghe rất nhiều những mẫu chuyện rất hay, rất ý nghĩa. Tôi tin chắc rằng ở mỗi chúng ta đã một hoặc nhiều lần được nghe ông bà, cha mẹ, thậm chí thầy cô thường hay kể những mẫu chuyện về ông thầy đồ đáng kính. Tôi xin phép được kể một trong những mẫu chuyện, nhưng mà là chuyện cười nha. Khẳng định đây là chuyện cười về những vị thầy đồ đáng kính. Mẫu chuyện thứ nhất tôi kể nha. Có một ông thầy đồ vốn tính lười biếng. Mỗi khi lên lớp dạy học trò, ông thường suy nghĩ đủ mọi chuyện trên đời để được về sớm. Một hôm khi lên lớp, ông ta hỏi cả lớp: "Này các trò có biết hôm nay chúng ta sẽ học gì không nào?" Cả lớp đồng thanh thưa: "Thưa thầy, không ạ." Ông thầy đồ nhà ta tay phải vuốt râu, tay trái chắp đít, đi tới đi lui, cố tỏ ra bực tức, quát: "Đi học mà bảo không biết gì hết cơ à? Cút!" Cả lớp về nhà mà suy nghĩ xem có xứng đáng với ta không. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, ủ rũ bước ra về. Có một cậu học trò liền đứng ra và bảo với lớp: "Ngày mai nếu thầy vẫn hỏi câu hỏi đó thì lớp mình cũng bảo là biết nha." Cả lớp gật gù và kéo nhau ra về. Sáng hôm sau khi lên lớp, thầy đồ vừa vuốt râu vừa hỏi cả lớp: "Thế các trò có biết hôm nay chúng ta sẽ học gì không nào?" Cả lớp cùng đồng thanh: "Thưa thầy, biết ạ." Thầy đồ gật gù đáp với các trò: Tốt lắm, các trò đã biết hết rồi. Thôi, hôm nay chúng ta tan học sớm nha." Lần này có một cậu học trò kháo khỉnh, hiến kế với cả lớp: Ngày mai nha, nếu thầy có hỏi thì nửa lớp sẽ bảo là có, nửa lớp sẽ bảo là không." Thế là cả lớp cùng nhất trí. Sáng hôm sau, đầu giờ lên lớp, thầy đồ vuốt râu, thầy đồ hỏi: "Các trò, hôm nay các trò có biết chúng ta sẽ học gì không nào?" Nửa lớp bên trái đồng thanh đáp: "Thưa thầy, không ạ." Nửa lớp bên phải đồng thanh đáp: "Thưa thầy, biết ạ." Thầy đồ gật gù, vuốt râu, tay chắp đít, đi tới đi lui. Thầy đồ bảo: Tốt lắm, các trò ngoan. Bạn nào biết hôm nay sẽ dạy lại cho các trò không biết nha.
Thôi, các trò ở lại, ta về trước. Chào các trò. Mẫu chuyện thứ hai tôi sắp kể đây vẫn nói về một vị thầy đồ đáng kính của chúng ta. Có một ông thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết văn chương trên mẫu giấy. Ông ta rất tâm đắc, vừa viết vừa gật gù. Thấy vậy, vợ thầy đồ liền hỏi: sao ông không lấy giấy to mà viết? Thầy đồ càng đắc chí, vỗ đùi nghe cái bạch. Nhưng thầy vẫn hỏi lại vợ: sao bà lại hỏi như thế? Vợ thầy đồ vừa nhai trầu vừa bảo: ông hãy lấy giấy to mà viết, có bỏ tôi còn lấy giấy đó để gói hàng ra chợ bán. Ông viết giấy nhỏ như thế bỏ uổng lắm. Và mẫu chuyện tiếp theo tôi xin kể nói về một vị giáo sư. Một vị giáo sư rất là bác học, uyên thâm. Trên một chuyến bay nọ, có một vị giáo sư già đang khoác lác với các học viên của mình rằng: ta đã từng đi khắp nơi trên thế giới, đã từng nghiên cứu, tìm hiểu về văn minh, văn hóa vùng miền của tất cả mọi nơi. Không tin, ta sẽ chứng minh cho các anh chị xem nha. Và rồi ông giáo sư già thọt tay ra ngoài cửa sổ máy bay. Thấy không khí rất nóng, ông ta bảo với các học viên: chúng ta đang ở giữa sa mạc Sahara. Các học viên tỏ ra kính nể thầy, đúng là thầy cái gì cũng biết. 2 tiếng sau, ông giáo sư lại thọt tay ra ngoài cửa sổ: lạnh quá, ta chắc chắn đây là thủ đô Moscow của Nga. Các học viên của ông càng khâm phục. Và rồi ít phút sau, ông ta lại thọt tay ra ngoài cửa sổ và vội rút tay vào. Chết ta rồi, về nhà làm sao mà nói với vợ đây? Cái đồng hồ của vợ ta tặng mất rồi. Chắc chắn đây là vùng trời của Việt Nam rồi. Alo, vẫn còn rất nhiều mẫu chuyện vui, tình tiết hài đang chờ các bạn khám phá. Tại Hà xin phép được kết thúc video clip tại đây. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và share, đăng ký kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo, để lại một vài bình luận để video clip này cũng như những video clip tham gia sân chơi Cười Cùng Hùng Rô được bình ổn hơn. Xin chào tạm biệt, bye.